Rồi giờ anh xuống cho mấy bạn của anh quay clip giùm, anh xuống tắm với em nha. Nha. Anh xuống đi, lại lên em đợi. Rồi, cô bé kia đi lên kìa, kêu đuổi cô bé kia lên đi. Anh đi xuống thì gọi kêu lên. Rồi. Rồi vậy đó. Rồi vậy thôi em chào. Rồi được gửi lời chào ở nhà nha. Chúc cho quý ông bà của dì chú bác anh chị em đang xa trong nước ngoài nước. Ngày mới luôn luôn có sức khỏe luôn, thành công trong cuộc sống luôn. Đó. Rồi giờ chào nhà cái đi. Giờ tới em trai lên hốt tổ ong nữa nha. Hốt tổ ong thì đóng ở trên này nè. Ủa. Tổ ong này chắc hiu quá hả? Làm cái lấy chùm gà của ai đi hoài chứ má. Cái vậy? Đi hốt ong mà lẫm lấy chùm gà của người ta chùm lên luôn à. Phải không? Trời ơi trời. Chơi cái này lưới một mít. Lưới bọc mít hả? Ừ, lưới một mít. Gì mà gách banh cạnh chăng vậy? Lỗ. Lỗ vậy. Cháu đèn dữ trụ. Trời ơi, rồi còn cái quần kìa. Má ơi. Chị đó. Không, em biết không có tiền mà nghề nó nổi vậy á. Mà anh em nó không có như dạo. Hả? Đó, nó quần bọng gách hết trơn như vậy đó nè. Trời ơi. Kiểu này thôi rồi. Leo cái kiểu đó là an toàn nhất là hai cái hộp mít. Đó, tới cái đó, cái đó mấy hộp mít nó chịu không nổi đấy. Anh em mình chảnh thử tổ ong chảnh rồi có mặt không nha. Chứ thấy tổ ong là hình như có anh em nào cắt rồi. Trên đó. Hả? Lắc hả? Rồi, anh em xử rồi. Qua kia được quay cả nhà ơi. Hả? Cắt rồi hả? Cắt rồi. Thấy cho nổ lên nữa không? Anh em ơi, đến đây vừa phát hiện tổ ong trên cây xài. Quá trời luôn rồi cưng ơi. Quá trời ông bằng rồi. Khủng khiếp luôn. Không được cưng quắn cây đu đuốc ấy á. Em trai lên đây bắt tổ ong ở trên này nè nghe nha. Tổ ong nó đóng ở trên này, nó đóng phức khó thấy lắm. Đẹp lum lên cái nhà thấy ha. Nằm nửa màn hình đó. Đó, tổ ong đóng trên đó đó. Đây có em trai leo trên nhà chảnh bắt có thành quả hồi xuống được quay cho nhà xem. Chứ cái xài phức quá. Điệp cho em trai quay YouTube Liễu Khanh quê lóc. Chạy nhà đang ngậm rồi, em trai nó đang ngậm cục xe dừa con dao với máy rồi nghe nha. Rồi thôi giờ để ấy, để em trai lên cái nhà ơi. Anh em giác sáng mà. Rồi anh gặp ông bằng anh sợ lắm. Quýnh chưa? Ai da hả? Ông bằng dữ lắm ở nhà ơi. Cưng cho cây gọi cưng nó cháy tịt tịt á. Cây lá dừa đó. Ê đứng đây nói vô trong nha. Cái tấm thon nó nấy. Ừ. Gỡ ổ đi. Sao cưng không chịu gỡ ổ ở dưới giò? Gỡ ổ nó hồn xuống là mệt lắm á. Rồi giờ cho em trai lên nha cả nhà. Quýnh dữ hả? Anh bởi vì cái kèo này nó không thơm anh cho cưng leo, chứ anh mà leo lên chảnh anh gặp rồi từ đây tính chiều là anh nghỉ leo luôn. Anh gặp ông bằng này là anh sợ thôi đừng nói tới. Cưng nhớ gỡ ổ nó nghe pin. Ủa bay vô quýnh cưng luôn kìa. Anh đông nhổ gần vậy à? Gỡ ổ đi. Ông bằng mà gớt cái lốc nhà bộp vậy đó. Ở trong đây mấy ổ nữa nè. Vậy đó hả? Vậy tại vì nó thùm lùm quá. Quá im luôn. Cắt chia với chủ nhà nha.
mặt đẹp thiệt chứ cả nhà, bự ha, pháo hoa cũng hơi nhiều. Em trai đang cho mật ong vào trong bọc. Em trai đang cắt cục mật xong rồi nha. Cứ nói sao cái tổ đó sau này chạy kèo dữ lắm hả? Hồi xuống khéo khéo nha, ông bằng nó dữ còn nhiều lắm nha, đốt cái cây đó, cây đuốc cho nó cháy nha. Em trai đang đi xuống rồi nha. Ủa bằng mé, ê mé mép bên kia nó nữa kìa. Ừ mé bên đó đó. Ừ đúng đúng rồi. Quá trời ông bằng. Ờ đúng rồi. Đó. Bác trai ơi chạy. Ừ. Bác trai chạy vô rồi. Quá trời. Rồi xuống anh trai. Quá trời ông bằng. Cũng khiếp thiệt chứ. Bắt tụi ông chằn ai chằn gấu. Đi qua nhiều điểm để đóng thế dưới nó hả? Dạ. Dạ. Yeah. Thôi kệ, mình làm phước cho bác, cho bác gái đi. Cho bác gái hết đi. Hơn xị, cho bác gái hết đi. Yeah, em trai Bin đang xử lý. Bắt ông mà cục xe dừa ba lớn nè, anh em thấy không? Thứ gì chịu nổi, mà không có áo phát gì luôn. Mà có đầu chùm đầu nghe anh em, mà tay này cũng trống trơn vậy đó. Kêu thôi lấy áo phát là không chịu. Đó, giờ leo cái bằng này nè anh em ơi. Tụi ông này nói chung là thấy lép quá nên không có đem cái máy quay lên. Coi hồi có thành quả không chứ thấy tụi ông lép quá, nhỏ quá. Mà kệ. Kiếm được xị ha. Giá cho bà cậu hộ độ được xị cũng được, nó kiếm tiền xăng ha. Ổ nhỏ nãy được xị mấy mà ông leo này bự không có sao. Ừ, cậu nãy nhỏ xíu đằng kia cắt được một xị mấy nha, nhưng mà chờ cho bác gái đi luôn nha. Bác gái bác nói là đau tử gì đó. Rồi thôi cho luôn, mình làm phước thì từ đây tới chiều phù hộ độ cho kiếm được nhiều tổ lớn. Đó, cứ vậy là chơi đó. Quần áo thì rách hết trơn nha, cái quần này cái quần khác nó nữa hả? Quần này đỡ quần qua. Vậy đỡ quần qua. Đỡ quần qua hả? Rồi không chịu xả giò xuống luôn, để cái giò vậy đó. Để gì nó không dướng. Vậy đó hả? Rồi giờ tắp lại cho em trai leo lên nha. Điệp chắc là điệp chạy quá chứ không có trụ hình được ở đây đâu. Giò thì xăng lên, tay thì cứ như vậy đó. Vậy là leo lên lụm cái tổ ong đó. Hồi Điệp kiếm đường điệp chạy mới được. Chứ cái người bắt không sao, mà cái người ở dưới mấy phình bụng. Phắn hả? Quá quýnh rồi. Cục xe dừa thì chút xíu. Tay giò cắn thì xăng. Nói chung là tùy theo sở thích của mỗi người bắt ong nha em. Có người thì dùng bảo hộ bích thù hết, mà em trai này là bắt ong là không có dùng được, tại vì nó bích thù á, rồi mình leo nó vướng bặn lắm. Vậy đó, xuống mà không có một miếng mặt. Khổ thiệt chứ. Rồi từ nhà hải tốn đi hết cái bọc rồi, cái bọc dục xong kia nha. Vậy cục xe dừa như vậy mà còn tiếc hả? Rồi thôi đi tiếp theo cả nhà ơi. Giờ em trai hốt tiếp tục tổ tiếp theo. Tổ này cũng mới về nha. Chối mặt trời. Có mặt không? Thôi bỏ lại đi.
có hoa. Không, chưa có mặt đây nè. Trời ơi, bắt ông mà săn quần, mà săn quần săn áo mà không đồ chùm đầu, thôi thua luôn. Cô chú ơi, thằng em của Điệp mạnh quá, Điệp thì vậy là thua rồi. Ông đóng cây dừa nè. Kiếm bậy nó nửa lít mặt nữa coi. Ôi da, ông ở đây nha nha. Ê khối, khối vô tay em ơi da. Trời ơi, cục mặt tôi lít luôn. Ôi không tìm đầu luôn trời. Ôi cục mặt hơn lít rồi. Bọc đâu? Khối vô tay nữa. Ừ. Bọc đâu? Dạ, sao khối nó gớt cái miệng. Má ơi má chơi gì kỳ vậy má. Quá gì mà nhà ơi. Cho nó xéo xuống tí nữa. Phạm vô tí xíu nữa. Xuống đi sữa. Phạm nữa. Rồi ok. Rồi lụm rồi. Ba sĩ mặt. Dạ, chơi trắng chổi vô đầu ông anh. Quá im luôn. Ngon lắm. Con dao đó là con dao của ấy của anh đó nha. Con dao nghề bắt ông mà cắt dao con cá hả? Con cá dao điện thoại. Dọc tụi ông xéo xuống tí xíu rồi nó nữa đi cưng. Thôi để cho nở hết đi luôn đi anh. Dạ. Ok. Đây cắt cái dừa nó khó dữ lắm đó nha. Tại vì không có cái dấu vịn á. Mình cứ cà đu đeo vậy. Quá im. Em trai hạ cánh an toàn. Rồi em trai này không chùm đầu luôn. Rồi bỏ anh ở đây ông quýnh à. Anh. Lẹ hả? Cục mặt nhiêu? Ba sĩ hả? Quá ngon cả nhà ơi. Lên đường đi cả nhà ơi. Đi hả? Chết hả? À? Một công thức ha. À. Ba sĩ mà. Ngon lành. Tới vòng rồi cả nhà. Vòng. Quá trời mặt đá, mặt cái trên lít. Cả nhà ơi. Ôi trời ơi, biết là ta lấy mặt cả nhà ơi. Quýnh quá trời cả nhà ơi. Quát dữ hả?
làm nửa màn hình nó đó nha. Đó mà nó không sắc màu này đẹp cả nhà ơi. Quá trời hung luôn. Thôi, để tiến hành xuống cái này. Quấn quá trời quấn à. Không nằm gì đâu mà nó đến đâu quá. Ông phun nẫm nó đánh đau quá Quỳnh ơi. Ông phun nẫm đánh đau quá. Diễm ơi, lại hỗ trợ cái cục mắt Diễm ơi. Trời trời, nó quýnh vô cái tay con nào nó sướng sướng gì vậy. Ờ anh đi ghe này về dạ, chảnh nè. Xa chứ vậy? Ờ anh đi xuống đây bắt ông với các anh em. Dạ. Rồi rồi rồi, rồi cô bé kia. Thôi nhỏ này. Đủ quay trời trời ơi. Quay đi má, quay nước chấm rồi ơi. Trời ơi. Người ta nói làm sao cái gì mình đẹp thì mình khoe đúng không? Đúng. Mình xấu thì mình che, mình đẹp gái mà, đúng không? Bây giờ em không cừ, anh cũng chọc cho em cừ nữa đó. Rồi thôi anh bye bye em, anh về nha. Rồi anh chào em. Cô gái tắm chó. Cô gái tắm mà cúm hả? À vậy đó à. Giờ Điệp mới vừa bắt ông xong nha anh em ơi. Giờ Điệp bắt đầu khởi hành. Quá trời luôn. Hai anh em mình đi bắt chia với bà cô cây xài. Với bắt vòng vòng nữa nghe nha. Lũng rồi. Lũng hả? Thì bởi vì kêu lận hai bảo hãy đựng thêm một đừng bông không được đúng anh, cái mọc này bao nhiêu ký? Ông kêu mặc quần khép cái là giùm tôi cái coi. Ừ, khép là giùm cái coi. Đó như cái tổ này là tổ được 10 ngàn cây dừa. Cây dừa ờ, cây dừa đó bày bờ này đẹp nè. Cây dừa này được chừng 3 xị mặt nha nha, 3 xị mặt tổng cái này lại cho coi. Đúng rồi, tổng căng cái coi. Anh em mình ngày nay, hai anh em mình ngày nay được nhiêu thì hai anh em trên đường đi xuống đây á, đi bắt ông nghe nha, nên vì vậy mà có em trai quắt và ôi 4 kg 8 không đâu có đó đâu, 6 48 47 ủa sao lại 4 kg 8 giờ còn 47 đó vậy anh em trên này căng trước rồi hả? Ừ vậy đó hả? 3 lít 2 lít mấy à? Đâu sao có, cái bọc giống như gần 3 lít á. Gần 100 gram 3 lít gần 3 lít mặt
đây đây hén một cái em trai, hén cái coi bạc hén cái coi cho nhà xem luôn. Đây cầm đi lên, đi lên coi anh em, cầm đi lên coi đó, cầm lên coi. Ôi ơi cả nhà thấy không, nhà đó ghê không, khủng khiếp thiệt chơi đó. Thành quả của anh em nghe, trong một ngày anh em nhớ đâu đó đón xem đi. Cái gì? Tân Quy. Quy. Còn gì? Còn ấu. Còn ấu nè. Giờ bảo còn ấu mà. Còn chứ. Quá trời nè anh em. Thôi Điệp gửi lời chúc cho quý ông bà cô dì chú bác anh chị em gần xa trong nước ngoài nước có buổi tối xem clip của Điệp luôn và hạnh phúc nha. Điệp gửi lời chào nhà nha. Anh em gửi lời chào cả nhà đi anh em ơi. Chào cả nhà ơi. Chào này cũng gần sắp tới. Cả nhà mấy nước nha. Rồi, rồi giờ anh em quay clip cho mình, nặng mình đi xuống sông mình tắm một cái mà nó mới được. Rồi giờ anh xuống cho mấy bạn của anh quay clip giùm anh xuống tắm với em nha. Nha. Anh xuống đi, lại lên em đợi. Rồi đợi. Rồi cô bé kia đi lên kìa, kêu đuổi đuổi cô bé kia lên đi. Anh đi xuống đi gọi kia lên. Rồi. Rồi vậy đó. Rồi vậy thôi Điệp chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Đó. Còn hôn xuống rồi gọi nhà ơi.